Hello anh chị và cô chú. Hôm nay em ra vườn thăm thì thấy có một cây mận hồng Sóc Trăng đang rất là nhiều trái, mà trái nó chùm chùm luôn. Nhìn thấy cưng lắm. Cái mận này là mận đỏ nha, mận đỏ Sóc Trăng. Cái cây mận này thì nó chịu lạnh hơn mấy loại khác. Năm vừa rồi mùa đông em không có đem vô. Em để ở ngoài chung hết, chung với một cái đám mận này. Thì có nhiều cây á nó bị cháy lá, nhưng mà riêng với cái loại mận hồng Sóc Trăng này thì nó không bị hết, mà nó mùa lạnh á nó lên xanh mướt, nó lên cũng ok lắm, chứ nó không có giống mấy loại khác mà nó bị khô ngọn hay là nó đứng lại thì không có. Năm vừa rồi thì bên em có 1-2 ngày nó 30 độ, còn có mấy ngày khác thì năm nay nó không có xuống 28 độ như mọi năm vừa rồi, nhưng mà em nghĩ nó xuống 28 độ chắc nó cũng không sao, tại vì hôm bữa 30 độ mà thấy nó còn nguyên vẹn, nó không có bị héo lá hay bị khô lá gì hết. Cũng có rất là nhiều anh chị ở ban lạnh á nói với em là cây này thấy nó chịu lạnh cũng ok hơn mấy loại khác. Rất là nhiều anh chị phản hồi cho em biết, tại vì có nhiều anh chị cũng mua cây mà trồng xứ lạnh á. Cây này nhiều trái lắm. À, mà ship đi thì sợ nó bị rụng, cho nên nếu anh chị cô chú nào ở gần thì pick up nha. Còn nếu mà ship thì em sợ nó rụng dữ lắm, trái nhiều quá. Thank you anh chị cô chú rất là nhiều.